chào anh em đã đến với Vinh Thành Audio. Và hôm nay em sẽ test về chiếc âm đi Onkyo model là TSNR66. Đây là một dòng âm đi thế hệ mới của hãng, tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại, hỗ trợ kết nối HDMI với cái chuẩn mới, chuẩn video 4K, chức năng 3D ARC 1080 và sẽ hỗ trợ kết nối cổng quang. Anh em có thể chơi nhạc mạng, nhạc trực tiếp từ Smart TV, cổng kết nối analog để ta có thể chơi nhạc từ đầu đĩa. Và ngoài ra với cái cổng USB thì ta có thể chơi nhạc số, nhạc lossless chất lượng cao. Thì dòng này nó sẽ chơi luôn những cái định dạng như là MP3, Quay, QMA, lossless và đặc biệt là chơi được nhạc Black nha. Đây là một trong những định dạng audio, nó sẽ có cái chất lượng tương đương là những cái đĩa CD gốc. Với dòng Onkyo 66 này thì nó sẽ hỗ trợ kết nối mạng Internet bằng dây mạng LAN, thì anh em có thể sử dụng điều khiển từ xa bằng smartphone với cái phần mềm là Onkyo Remote 3. Về phần giải mã DAC thì nó sẽ sử dụng cái chip giải mã bên rau 192kHz 24bit. Bên rau là một trong những chip giải mã DAC cao cấp đã được anh em audio đánh giá rất là cao về cái chất âm của nó nha. Và nó đã được áp dụng cho cái phần giải mã DAC cho chiếc âm đi Onkyo 66 này. Và về phần công suất loa 6 ohm của nó lên tới là 165W một kênh nha anh em. Maximum lên tới là 175 luôn. Về kích thước chiều ngang của âm đi, đây là dòng xe lớn là 435 và chiều cao là 173mm, chiều sâu là 328mm, trọng lượng là 11kg. Đây là một chiếc âm đi nguyên thủy từ bên Nhật về. Thì em sẽ test cái cổng đầu vào. Đầu tiên đó là cổng HDMI với cái cổng vào là DVD. Thì em sẽ thấy là chất âm của nó rất là nhỏ nha, chưa cài đặt. Và em sẽ cài đặt trực tiếp chiếc âm đi này luôn cho anh em. Rồi đầu tiên thì em sẽ test về cái chất âm trước nha anh em. Ở đây anh em sẽ thấy là cái volume của nó rất là cao nha. Em sẽ vặn lên khá cao. Lên tới là 70 luôn mới nghe được nha anh em. Lên tới là 2/3 volume nha. Và sau đây thì em sẽ bắt đầu cái bước thao tác cài đặt nha. Và sau khi cài đặt thì chất âm nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều nha, so với khi mà chưa cài đặt. Rồi nhấn nút setup nha. Toàn bộ ở trên phía trước máy thì nó hiển thị là tiếng Nhật nha. Trên cái màn hình TV là tiếng Nhật khi mà ta kết nối HDMI. Còn ở trên mặt trước máy là hiển thị là tiếng Anh nha. Rồi em sử dụng cái remote nha để điều khiển. Rồi anh em tới cái mục là mục số 6 nha, hình cái răng cưa cài đặt nha. Và vào mục là on OSD là on print display. Và ta sẽ chuyển vào cái mục là language, sẽ chuyển sang cái ngôn ngữ là tiếng Anh nha. Những cái thao tác này thì chỉ cài đặt một lần mà thôi nha anh em. Rồi cài đặt xong, trở ra thì lúc này ở trên cái màn hình TV của chúng ta sẽ chuyển sang là tiếng Anh hết toàn bộ nha anh em. Rồi tiếp theo nữa là cái thao tác cài đặt loa nha. Anh em di chuyển giùm em là mục speaker setup mục số 2 nha. Enter. Speaker setting enter. Ở đây nó sẽ cho phép chúng ta lựa chọn là loa 4 ohm hoặc là 6 ohm nha. Dòng này chơi được 4 ohm. Dạ rất là rộng nha, rất là dễ ghép loa. Trở ra, mục speaker config mục số 2. Subwoofer, anh em chọn là Z nha. Loa phong, anh em chọn là full băng thì nó sẽ ra đầy đủ âm bass, chép mic đầy đủ luôn nha anh em. Center cũng vậy nha. Những cái loại âm đi khác thì ta lựa chọn là Glass hoặc là Small, dòng Onkyo là lựa chọn là full băng. Nếu như chúng ta lựa chọn giới hạn ở những dải tần số thì nó sẽ tập trung các âm bass ra loa phong hoặc là loa sub nha. Ở đây là lựa chọn loa full băng nên nó sẽ ra điều các dải ở các loa phong, loa bass chép mid luôn nha nè. Loa phong 2, Strabag. Double bass chọn On. Sau khi cài đặt xong thì ta nhấn nút trở ra. Và một level calibration, đây là volume từng cái loa nha. Nhấn enter thì lúc này thì nó sẽ có cái tiếng động lớn ở cái loa phong khi mà ta kết nối loa vào nha anh em. Và ta sẽ giảm cái volume loa lại. Rồi, dòng này thì nó sẽ trong không có cho giảm volume nha. Và ta sẽ tăng nhanh và giảm nhanh cái volume này. Khi mà ta kết nối loa nào thì nó sẽ có tiếng động ở loa đó nha. Loa surround lab. Surround back R.
tất cả đều tăng lên là cộng 12 decibel hết nha anh em. Khi mà tăng cái volume này thì công suất cái ngõ vào, tăng công suất alo sẽ thay đổi rất là rõ rệt nha. Còn ngõ vào thì ta phải vào cái mục là input, sẽ tăng cái ngõ vào lên. Rồi sau khi cài đặt xong thì ta nhấn nút trở ra. Thì chút nữa anh em sẽ thêm xem cái volume nó sẽ tăng lên rất là đáng kể nha. Equalizer on lên. Ở loa phong nha. Dòng này thì nó sẽ cho phép chúng ta chỉnh là 5 kênh equalizer. Ta sẽ tăng cái tầng 63Hz, đó là tần số bass mềm. 250 đó là bass chung nha. Em chọn là cộng 5. Và 1 ký đó là tần số mic nha. Rồi anh em có nhu cầu tăng giảm cái equalizer ba dải này thì ta sẽ vào mục menu equalizer và điều chỉnh lại nha. Rồi xong. Rồi trở ra. Ở mục số 4 thuộc setup nha, anh em nhấn giùm em enter. Và mục Intelli volume ta nhấn enter. Đây là volume ngõ vào. Anh em tăng lên giùm em là cộng 10 decibel nha. Lúc này là cái volume ngõ vào sẽ thay đổi rất là đáng kể cái thuộc nha. Và ở trên cái mặt trước của máy anh em nhấn tiếp là cái ngõ vào là CBN là sát nha. Ta cũng sẽ tăng cái volume này luôn. Rồi tiếp theo nữa là STB. Tăng luôn volume này lên. Và tiếp theo nữa là volume của ngõ vào là game. Những cái thao tác này thì chỉ cài đặt một lần thôi nha anh em. Tiếp theo nữa là PC. Tiếp theo nữa là AUX. TV CD, NET, USB, tất cả đều tăng lên nha anh em. Rồi tất cả đã tăng lên hết rồi nha. Rồi ok. Rồi như vậy là đã xong một số cái thao tác cài đặt cơ bản nha anh em. Rồi em sẽ trở ra và sẽ test thử về cái ngõ vào. Đầu tiên nó là cổng Blu-ray DVD. Rồi em sẽ test lại âm thanh cho anh em. Anh em sẽ thấy là ban đầu cái volume của chúng ta phải tăng lên tới là 70 decibel nha. Và bây giờ thì âm thanh nó sẽ lớn hơn rất là nhiều nha. Chỉ cần là 30 mấy thôi. Tiếng rất là hay nha anh em, âm thanh rất uy lực. Và trên remote điện thoại smartphone của anh em cài giùm em là cái phần mềm là OnKyo Remote 3 nha. Thì lúc này nó sẽ dò điện thoại nha. TXNR66 đã nhận diện rồi nha anh em. Rồi ta sẽ thay đổi cái cổng vào, ban đầu đó là cổng BD Blu-ray và tiếp theo nữa là cổng game đó là cổng quang nha anh em. Rồi ta sẽ tăng cái volume lên luôn nha. TV CD cộng analog nha. Chắc cầm rất là sáng tiếng nha em. Rồi tiếp theo nữa là cổng USB. USB thì nó sẽ lựa chọn hai cái cổng, cổng phía trước và cổng phía sau nha, cổng loa phong. Rồi, tăng volume lên. Dòng này chơi được nhạc số, nhạc lớn lét luôn nha anh em. Và với cổng rear thì ta có thể sử dụng chiếc đi này để làm đầu phát nhạc số, cũng rất là hay nha. Chơi trực tiếp từ chiếc đi hoặc là xuất sang một cái hệ audio khác. Sử dụng chiếc đi như là một cái đầu phát nhạc số. Giải mã DAC. Thank you.
Anh em có thể điều chỉnh bắt chép trực tiếp ở trên cái phần mềm smartphone luôn nha anh em. Audio nè, tăng giảm bắt chép luôn. Rất là tiện lợi cho chúng ta sử dụng nha. Rồi trở ra. Trở ra. Tất cả điều khiển bằng smartphone được hết nha. Và ở đây nó vẫn có menu để cài đặt nha anh em. Anh em có thể vào bên trong cài đặt tương tự như là ở trên cái phía trước máy nha anh em. Rồi để làm một số cái sơ lược về sử dụng và cài đặt của Omni Onkyo 66 nha. Và về kết nối phía sau đi đây. Kết nối phía sau. Rồi em sẽ phát nhạc luôn để test các cổng đa lo luôn cho anh em nha. Rồi sẽ phát lại luôn. Đắt luôn. On stereo nha. Đây là hai loa phong nha và một cặp loa cho vị trí là surround. Tôi ngồi đánh tiếng đàn là và một cặp loa cho vị trí là square bass nha. Ta chơi cùng lúc là 7 loa. Và một loa center. Rồi như vậy là ta có thể chơi cùng lúc 7 loa stereo. Đây là mạng LAN, anh em cắm vào để điều khiển từ xa bằng smartphone nha. Cổng HDMI in, anh em có thể lấy tín hiệu từ một cái hộp Android box, hộp TV box đưa vào và out sẽ xuất sang TV. Cổng HDMI chuẩn là 4K video nha, chức năng ARC. Cổng quang tín hiệu từ Smart TV xuống. Và cổng CD, cổng analog nha. Và anh em muốn sử dụng nó làm rề thì ta sẽ xuất cái cổng rề phong này ra qua một cái hệ audio khác nha. Dòng này sẽ hỗ trợ cái dải loa từ 4 ohm đến 16 ohm. Onkyo Tip NR66 điện áp 100V và công suất là 500W nha anh em. Công suất tiêu thụ điện. Máy về trong tình trạng là đẹp long lanh hết nha anh em. Rồi trên đây là một vài thao tác sử dụng và cài đặt đối với dòng Omni Onkyo Tip NR66. Xin cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh Vinh Hành Audio. Xin hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.